Kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, khi mà ai ai cũng cho mình yêu nước nhưng lại mâu thuẫn nhau, kích bác nhau, thì vấn đề yêu nước chắc chắn đã mang yếu tố con người, nghĩa là có bản chất ích kỷ, dành riêng cho bản thân hoặc là phe nhóm. Với cái tình cảnh như thế thì sự chia rẽ chắc chắn xảy ra và là cơ hội cho ngoại bang sâu xé. Chúng tôi chỉ đơn giản là những người dân thấp cổ bé miệng, chẳng có phe phái nào để gọi là lên tiếng với ai. Nhận thấy bài viết sau đây của tác giả Sao Vàng Đại Nguyệt là tiếng than đồng cảm, nếu không được là cảnh tỉnh cho ai đó đã giao tình yêu nước của mình vào tay kẻ phá hoại mà không hề hay biết. Xin mời quý vị lắng nghe. Bài tựa đề là Đừng để nỏ thần rơi vào tay giặc. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được sản sinh và phát triển trong những hoàn cảnh điều kiện lịch sử đặc biệt, cho nên có được những nét đặc sắc riêng gắn liền với giá trị truyền thống quý báu của hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Chính nhân tố đại đoàn kết dân tộc là hạt nhân tư tưởng, là cội nguồn sức mạnh trường tồn dân tộc và bản sắc riêng của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Đây là chiếc nỏ thần bách chiến bách thắng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đúng vậy, yêu nước luôn gắn liền với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiểu rõ về kế sách dĩ bất biến, ứng vạn biến, kiên trì với chiến lược hòa bình của người Việt Nam trong việc giải quyết mọi tranh chấp quốc tế, kế thừa và thực hiện sáng tạo tư tưởng của cha ông đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo để mở nền thái bình muôn thuở, không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà còn vì hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Trong chiến lược diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch với Việt Nam đã và đang khai thác triệt để trên mọi mặt trận dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, hòng mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây xáo trộn xã hội, lật đổ chính phủ hiện hành. Những âm mưu và thủ đoạn đó đã và đang bị Việt Nam bẻ gãy những mưu toan thâm hiểm của bọn chúng. Những cuộc biểu tình mà bọn chống phá trong nước kết hợp với các thế lực thù địch từ bên ngoài, lúc đầu luôn được chúng núp dưới chiêu bài được gọi là biểu tình ôn hòa, không dùng vũ khí, thường được gọi tên mỹ miều là cuộc cách mạng màu, hay dùng tên các loài hoa như cách mạng hoa hồng tại Georgia năm 2003, cách mạng cam, tức là Orange Revolution năm 2004 tại Ukraine, cách mạng xanh Blue Revolution năm 2005 tại Kuwait, cách mạng tím Purple Revolution tại Iraq năm 2005, cách mạng nhung Velvet Revolution tại Czechoslovakia năm 1989, cách mạng xanh lá cây Green Revolution năm 2009 đến 2010 tại Iran. Tunisia được gọi là cách mạng hoa lại Jasmine Revolution. Đối với Việt Nam, chúng nghĩ và phao tin ra một cái tên cách mạng trắng cho Việt Nam do tên luật sư Hoàng Duy Hùng sinh sống tại Houston, Texas chủ trương. Nhưng dù có là hoa gì đi chăng nữa, với sự cảnh giác và chủ động vạch trần thủ đoạn của bọn chúng và ta có kế sách áp dụng kịp thời thì chắc chắn âm mưu đó sẽ thất bại. Ở hải ngoại, bọn cờ vàng chống cộng cực đoan Ayua hùa theo các đảng phái, tổ chức phản động. Các thế lực thù địch nước ngoài với Việt Nam đang chuyển hướng khai thác một cách tinh vi, kích động bạo loạn, xáo trộn trong nước theo một kế sách vô cùng thâm độc. Đó là lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, của một số người thiếu hiểu biết về chính trị, một số cán bộ có vị trí công tác trong quân đội, các bộ, ban, ngành đã về hưu, thậm chí có những cán bộ đương chức, hòng từ đó lèo lái, làm chệch hướng của quần chúng với ý niệm tốt ban đầu là lòng yêu nước, làm họ hoặc vô tình hoặc cố ý chĩa thẳng mũi dùi vào đảng cầm quyền. Nhận diện âm mưu thâm độc của kẻ thù, chủ mưu cách mạng trắng cho Việt Nam, chúng ta thấy trên các diễn đàn điện tử tiếng Việt trong thời gian này có nhiều người dân tự giác lập ra các kênh YouTube
nhằm cùng nhau phản biện lột trần âm mưu thủ đoạn của tên Hoàng Duy Hùng cùng với chủ thuyết cách mạng trắng của hắn. Đặc biệt nhất là y tuyên truyền Việt Nam có hai quốc gia trước năm 1975, rằng đảng và nhà nước Cộng sản chưa có được bằng chứng nào chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Và nếu không công nhận Việt Nam Cộng Hòa thì mặc nhiên Hoàng Sa, Trường Sa là vô chủ, đểu cán hơn nữa và đê tiện đến mức độ đó là cùng. Vậy mà hắn đã lôi kéo được một số đông thiếu hiểu biết ủng hộ lập luận này của hắn. Chính bản thân thủ lãnh cách mạng trắng Hoàng Duy Hùng có biết, và có thể y đã cố tình lơ đi, đó là trong thời gian qua, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam đã làm rất nhiều việc có tầm chiến lược trong kế sách bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải. Điều đó nhân dân trong nước, bạn bè các nước trên thế giới đều khen ngợi. Ngay như Mỹ còn có những đánh giá tốt về chiến lược ngoại giao của Chính phủ Việt Nam. Yêu nước là quý báu, là vô giá, lúc nào cũng cần thiết khi đất nước bị đe dọa, chủ quyền, tổ quốc bị lâm nguy thì càng cần thiết yêu nước hơn bao giờ hết. Chính vì thế, yêu nước không phải là thứ mà để cho bọn cơ hội, bọn trục lợi, bọn thờ ngoại bang, bọn thâm canh cố đế làm tay sai như tên luật sư Hoàng Duy Hùng lợi dụng trưng diện để chơi, để đánh bóng danh tiếng, để vơ vào động cơ cá nhân, vụ lợi. Cũng như một số tên trước kia có một thời gian cống hiến nhưng sau này đã tự diễn biến, tự chuyển hóa vì bị nhiễm cách mạng màu. Ta hãy nghe tên giặc Bùi Tính nói: lúc này là thời cơ hiếm hoi để toàn thể Đảng Cộng sản Việt Nam, từ lãnh đạo đến đảng viên ở cơ sở, toàn thể đoàn viên, đoàn thanh niên Cộng sản, tất cả lực lượng quân đội, công an, cảnh sát, tất cả các viên chức nhà nước hãy mạnh dạn gắn bó keo sơn cùng đồng bào thành một khối dân tộc bất khuất trước hiểm họa ngoại xâm đã rõ ràng, đúng không ạ? Cái điệu cán của Bùi Tính là rất nham hiểm, nghe qua như một lời khuyên chân thành, nhưng chính ông ta muốn nói rằng trước kia đảng các cơ quan công lực chỉ biết gắn kết bảo vệ đảng thôi, nhân dân và vận mệnh đất nước thì mặc kệ. Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân quanh đảng, nhà nước trong công cuộc bảo vệ độc lập, dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ mà biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu, vun đắp, gìn giữ. Lịch sử loài người đã có rất nhiều cuộc chiến tranh và chắc không dừng lại. Cuộc chiến tranh 30 năm ở Việt Nam chống thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ là cuộc chiến tranh buộc phải chấp nhận vì không thể tránh được. Trong hàng nghìn cuộc chiến tranh đã diễn ra trên thế giới thì cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh kỳ lạ nhất thế giới, vì đó là cuộc chiến tranh dài nhất, cuộc chiến tranh ác liệt nhất, kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại nhất. Đó là cuộc chiến tranh cả thế giới phải kinh ngạc và khâm phục vì một nước nhỏ lại dám đánh và đánh thắng hai đế quốc khổng lồ, trong đó đế quốc Mỹ là một thế lực quân sự khổng lồ nhất. Vũ khí tối thượng của chiến thắng vĩ đại đó là lòng yêu nước Việt Nam, đó là chiếc nỏ thần được hun đúc hơn 4.000 năm lịch sử. Nó được ngâm tẩm trong bầu nhiệt huyết, yêu chuộng hòa bình và xương máu của biết bao thế hệ cha ông trong công cuộc bảo vệ nền độc lập. Sự thật đó là tên Hoàng Duy Hùng đã đưa cách mạng trắng xâm nhiễm vào xã hội Việt Nam, kích động mị dân, lừa gạt lòng yêu nước chân chính. Không thể vì để thể hiện lòng yêu nước mà một số người có những hành động thái quá, quá khích dẫn đến những bất ổn xã hội. Lại càng không chấp nhận được động cơ đê hèn để trục lợi lòng yêu nước, không để cho các vị mệnh danh là quay đầu để tỏ lòng yêu nước, để hô hào đánh bóng tên tuổi hoặc vì những động cơ cá nhân khác. Các bạn trẻ hãy yêu nước bằng trái tim nóng hổi nhiệt huyết, yêu nước nhưng cái đầu lạnh băng để suy xét trong hành động. Đặc biệt phải khôn khéo và tỉnh táo, tránh sự khiêu khích và các bẫy chiến lược mà bọn phản động đang giăng bẫy, đó là kích động bạo loạn. Thể hiện lòng yêu nước khi dân tộc ở vào thời khắc thử thách. Tổ quốc lâm nguy là vô cùng quý trọng, với tình yêu nước sâu xa hơn nữa là phải bắt đầu từ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng phát triển một nền kinh tế quốc dân hùng mạnh, giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc giàu bản sắc nhân văn. Có nghĩa là chúng ta phải đi từ gốc, từ nền tảng, tinh thần yêu nước phải được nuôi dưỡng trên cái nền tảng văn hóa dân tộc và nền kinh tế vững chắc, thì thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ quốc mới có hiệu quả cao.
Houston, Texas, ngày 6 tháng 11 năm 2022, ký tên Sao Vàng Đại Nguyệt. Dạ, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin hẹn quý vị kỳ tới.